Con người mà một ngày mà không có nụ cười là cái như bị xong luôn, héo luôn, không tích được một chút năng lượng nào. Nên vì để ý có những người ta rất siêng niệm Phật, siêng tu, nhưng mà vì thấy tại sao mà càng tu thì càng héo. Đúng ra thì siêng tu thì càng tu nó càng nở ra chứ. Bây giờ mà tại sao mà mình siêng tu mà cầu sinh cực lạc mà càng tu càng héo? Biết vì sao? Chấp pháp nặng nề. Chấp vào cái pháp nặng nề mà không biết cái pháp áp dụng vào con người. Có nghĩa là chấp vào bản thân mình và cái sức của mình 100 kg mà không biết cái sức người ta có 70-80 kg. Hiểu chưa? Nên chấp pháp nặng nề nên cái tác động của những người không nổi, quay ngược lại với mình. Nên bản thân của mình chịu không nổi nên cuối cùng sân si héo. Tuy là tu nhiều mà nó héo nó, nên cái tu đó là cái nó cũng cái mẹo nó đó quý vị. Có khi làm nhiều mà không được bao nhiêu, mà làm ít mà được nhiều. À, không phải đơn giản đâu quý vị. Có những người tu ít mà người ta được nhiều, có những người tu nhiều mà không được bao nhiêu. Đây là những đức đã trải qua hết rồi. Ngày xưa mà những đức mà thường ban ngày thì không có tu thờ nào hết chứ, nhưng mà chỉ tu thờ buổi sáng thôi. Nhưng mà sáng nó 11 giờ mấy, buổi tối ngủ 11 giờ mấy thức à. Thức xong rồi đi tu luôn cho tới 7 giờ sáng. Ngày nào cũng vậy hết. Xong giết rồi cũng không vừa bụng với chính mình. Ăn cơm cũng không muốn ăn luôn. Nghĩ rằng mai mốt lỡ không có cơm ăn rồi sao? Ở cùng tính cái chuyện ăn rau. Ăn rau quý vị, buổi trưa ăn dĩa rau màu sống thôi. Giết cái muốn cao xa, ăn rau trong lòng nói mai mốt lỡ không có rau ăn rồi lấy gì ăn. Cuối cùng ăn vỏ chuối. Làm chuyện tào lao vậy đó quý vị. Giết rồi ôm nhôm ôm nhách sơ sát hết, sân si ác đạn, thấy ai cũng bằng mình. Đó đó đó, đó là tu nhiều mà không được bao nhiêu, nó không dịu tâm á. Thấy người ta không bằng mình, thấy người ta tu ít hơn mình. Sáng tu xong 6:30 sáng là xong, đi chửi người ta. Ngồi trước công chúng chửi sùm á, giết mình còn 49 kg, đang thui tù lùi hô hốc đi mà gió thổi mây bay đó quý vị. Gió thổi mây bay. Nên hồi xưa còn khỏe 55 56 kg, vác bao xi măng 50 kg cắt lên đi ngờ ngờ. Tới năm 49 kg là lúc đó có người đỡ, đỡ bao xi măng lên đi, mà đi bê bê lỡ giống như uống rượu. Quý vị biết rằng là thấy không, nó rõ ràng chưa. Tu nhiều mà bị héo. Nên mình tu thì sao mà mình có nụ cười quý vị. Tu thì sao mà mình dễ tính. Thật sự cái thành tựu của con người ta nó có sẵn nhân duyên hết rồi. Mình chỉ là tăng thượng duyên thì phải làm sao mà vui, an lạc cái tâm. Không? Vui đây không phải là mình ra ngoài đường mình đứng mình nhảy tưng tưng, không phải đâu. Vui đó nó cũng tào lao, nó cũng phù hợp đối với quý vị. Vui đây là cái nội tâm nó an lạc rồi. Dù là gia đình đi làm hết, mình ở nhà có mình, nhưng mà mình làm việc mình vui, mình lau nhà mình vui, mình nấu ăn mình vui, thấy không? Nó thật sự như Đức nói với vị nghe chứ, quý vị mà ở nhà mình, quý vị mà nấu ăn với những Đức nói thiệt nha, những Đức nói thiệt chứ, những Đức mà ở nhà mà nếu mà tu rồi nấu ăn cho thêm hai bà nữa thì biết rằng là phải re luôn, Đức làm gọn hơn luôn, không phải đơn giản đâu. Nó là giờ này là những Đức nấu đồ ăn trước, còn rau xào những Đức lặt buổi sáng rửa để đó. Tu xong rồi mới xào rau xào vì sao đó, nó mau. Mình xào xong rồi đồ ăn thì có thể nguội nhưng rau xào có thể nấu, hai món đó kết hợp lại đúng không? Nó canh thì mình nấu sau cũng được, còn bữa nào canh phai mỡ thì mình nấu trước. Còn canh rau thì mình nấu sau, tại vì mình lấy cái chảo mà mình xào rau đó đó, nó còn miếng nước đó, mình chế vô mình nấu nồi canh cấp kỳ gì đó, rất là gọn khỏe re luôn chứ không có chuyện giỡn đâu. Nên đó là như thế, nó nấu cho hai bà ăn đó nghe, chứ quý vị mà nấu một mình ăn thì quá khỏe. Nó cho thêm cái nữa nghe, mà sống chung những Đức làm
vừa lo cho cơm nước ăn uống mà vừa chọc cười nữa nè, cười tối ngày luôn. Nhưng mà ngặt có cái sống chung những đức sẽ khổ, vì những đức chọc cho nhiều người cười quá nên nó bị chịu không nổi thôi. Con người đến kỹ rồi là chịu không nổi những đức, tại vì sao những đức chọc nhiều người cười quá, nó tâm ích kỷ thì sẽ nhỏ nhen không chấp nhận được. Người đàn ông mà lo cho mình mà có tính tình gì nên đến với những đức là chỉ đến rồi đi thôi thì vui, chứ mà để sống chung luôn là khổ chết mồ, không có chữ gì. Nên quý vị biết rằng là con người sống nó phải có một tư tưởng tích cực, nó sống phải có cái niềm vui, niệm Phật phải có sự an lạc của cực lạc. Nó, tại sao mà người xưa người ta tu tốt tốt tốt, tại sao tốt quý vị? Vì phù hợp nhân quả nên tốt. Cái câu tốt tốt của người ta là phù hợp nhân quả đó quý vị à. Quý vị để ý ai mà hướng dẫn quý vị tu mà cái này không được, cái kia không được, là người này đi ngược định lực nhân quả. Đây là 100% đây. Này, nói cho quý vị nhận thức thôi nghe, chứ phải quý vị đi đi nhìn ngó người ta nghe không? Người nào hướng dẫn quý vị tu mà cái này không được, kia không được, là người này không phù hợp nhân quả. Còn người tu đạt đến trình độ tốt, 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 tốt là phù hợp nhân quả. Tốt vào nhân duyên của người ta quý vị. Tốt vào nhân duyên mỗi người á. Người này giàu tốt, người này nghèo tốt, người này sống thọ tốt, người này chết yểu tốt, người này đẹp tốt, người này xấu tốt, người này cao tốt, người này lùn tốt, người này mập ớ tốt, người kia ốm tốt, tại vì nó phù hợp nhân quả nên nó tốt, hiểu chưa? Còn nếu quý vị mà đi ngược lại là à, cái này không được, cái này không được, là quý vị chấp vào cái mà quý vị ràng buộc người khác, nên nó sanh phiền não giống vậy chứ nghe. Đó, nên từ nơi đó mới bị biết rằng ngày xưa những đức tu cũng nhiều, mà tại sao những đức ốm như ốm nhách 49 kg, là tại vì cái tâm những đức nó chấp pháp quá nặng nề, nên con người nó thường là đặt lên một cái quy tắc cho mình cao, mà quy tắc lại đặt cho người khác, cuối cùng bản thân mình ốm o gầy mòn luôn, hiểu không? Nên quý vị tu làm sao mà càng tu càng dễ tính là vì đạt rồi đó, nghĩa là tha thứ cho mình và cũng dễ tha thứ cho người khác, phù hợp. Có nghĩa là con người mình lỡ làm một điều gì sai, bản thân mình nên tha thứ cho mình để bản thân mình cố gắng, chứ đừng nên cái nặng nề cứ đêm không ăn ngày không ngủ giết rồi nó sơ xác hết, hiểu chưa? Nghĩa là mình phải biết tha thứ cho mình thì mình mới tha thứ cho người khác, nghe không? Chứ bản thân mình mà không tha thứ cho mình sẽ khó tha thứ cho người khác á. Nên tu sao mà càng tu càng dễ tính, tốt tốt tốt. Thì thấy hòa thượng nghe hiện không? Tốt tốt tốt. Hòa thượng tịnh không, quý thấy không? Tốt tốt tốt. Quý vị coi câu chuyện của hư văn hòa thượng đi, phải không? Tốt 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 đó. Thì coi thứ ấy, những câu chuyện các bậc cao tăng đi, đa phần các ngài tốt tốt tốt, các ngài rất là dễ tính, các ngài không khó đó. Tuy các ngài không khó nên đời các ngài độ nhiều người lắm, vì người ta nhìn các ngài mà người ta ngưỡng mộ, người ta thích chứ gì đó. Nên quý vị tu làm sao mà từ khó trở thành dễ, chứ đừng có tu ra mà từ dễ trở thành khó. Cái này là nguy hiểm lắm nghe. Vì tu mà từ dễ tính mà thành khó tính là ghê lắm á, không có chuyện giỡn đâu. Công phu này là công phu mà không ai làm được đó. Nó công phu mà từ dễ thành khó là công phu này không ai làm được luôn nghe quý vị. Công phu tu làm sao mà từ khó nó thành dễ thì công phu này ai cũng làm được hết trơn nha. Tại mình từ khó mình tu thành dễ thì ai cũng làm được. Mà bởi vì tu mà từ dễ mà thành khó, cái này là nguy hiểm, nó biết đi đâu luôn. Vì coi cái thế giới cực lạc đa phần người ta dễ tính, nó mới nói là thượng thiện, thiện là tha thứ nên gọi là thiện, tha thứ tất cả cái gì ta cũng tha thứ nên gọi là thượng thiện, thấy không? Còn mình có những chuyện tha thứ, có những chuyện không tha thứ nên gọi là tiểu thiện, mình mới có tiểu thiện thôi chứ mình chưa thượng thiện đâu. Chừng nào mà mọi việc đều tha thứ, tại sao tha thứ? Vì phù hợp nhân quả, phù hợp nhân quả nên tha thứ. Thí dụ như bây giờ chồng mình đi ra ngoài đường, ổng có vợ bé, tha thứ. Nói tại sao bà dễ với tôi, dữ với bà, nói gì? Tôi tin nhân quả. Nhưng đời kiếp nào đó tôi làm chồng của ông, tôi cũng mèo mở, nên bây giờ ông mèo mở lại nên tôi tin nhân quả, nên tôi tha thứ cho ông. Lỡ vợ mình đi, nó đi ra ngoài đi làm, lỡ mà biết đó nó làm cực mệt mỏi, biết đó nó gặp cái thằng nào nó chuyện ngọt quá, nó xa chân lỡ bước, mình biết được tha thứ. Tha thứ thì còn vợ, mà không tha thứ mất vợ, phải không? Có những khi cái chuyện nó có khi chưa mất vợ đâu quý vị, mà do cái tính ích kỷ của mình mà mất luôn vợ, thấy không? Nó có khi mình tha thứ cho người ta mà vợ mình nó càng tôn trọng mình tha thứ, đây là gì? Mình tin nhân quả nên mình tha thứ,
Chứ bản thân mình thấy mình có lỗi. Thấy mình có lỗi là do gì? Mình đàn ông mà mình bỏ nhà bỏ cửa suốt, mình đi làm suốt, mình lo kiếm tiền suốt mà mình không có bên cạnh vợ mình để nhắc nhở vợ, thương yêu lo lắng để nhắc nhở. Nên nó buồn tẻ quá, nên nó gặp cái thằng nào bỏ nhỏ lỗ tai nó ngọt dịu, nó chịu không nổi, cuối cùng nó xa chân lỡ bước. Mình thấy mình có lỗi đối với vợ mình, nên mình tha thứ cho vợ mình. Cái tâm bao dung đó đó, thì mình tương lai mình về thế giới cực lạc làm bậc tượng thiện. Nó không nói này không phải đơn giản đó nghe. Ngồi mà suy nghĩ kỹ chứ không phải là kêu bị đi làm lỗi, không phải đâu. Nó con người chúng ta là thường tâm ích kỷ, không có tha thứ gì. Không tha thứ đâu. Nó. Nên nếu mà bây giờ mà lâu lâu những đức bắt những công đoạn cũ đồ chói bị coi lại bị cho thấy. Nó vui mà nó cừ lắm. Khi những đức ngồi mình coi mà cừ cũng chết luôn đó. Coi mà cười mà mình thấy ủa sao mình khùng mà chợ dữ dằn. Khi không biết mình là ai luôn quý vị ơi. Nên là Lục Tổ Huệ Năng này nói rằng là người tu hành không biết bản tâm, học đạo vô ích. Nó mình không biết bản thân mình là ai, đừng nói mà tâm khùng quá trời luôn mà tự nên. Thật sự mà nói trong cuộc đời này có những lúc cũng phải cùng khùng. Tại vì sao? Cùng khùng nhưng mà vui. Biết nhiều quá mà có khi khổ. Cái gì cũng nạp vô chứ khổ chết mồ vì tí đó phải không? Nó nên có những người bị giỏi vô cùng, cái gì bị cũng làm được, nó bắt bị làm chết mồ luôn. Làm giết rồi mình cuối cùng phiền não luôn. Cuối cùng thấy rằng giỏi quá thành khổ, thấy không? Khôn quá rồi cái gì cũng nạp vô. Phải chi khôn mà có trí tuệ thì nó lọc được những cái thứ cần biết hay không cần biết, hoặc cần để hay không cần để thì là trí tuệ rồi. Nhưng mà ngặt có một cái mình khôn thế gian á, cái gì mình cũng nạp vô á. Cái gì mình cũng đi để ý nhìn ngó chứ cuối cùng mình khổ. Ý nó là khôn thế gian á, chứ trí tuệ thì ngon quá rồi. Trí tuệ thì cái nào cần để vô để, nào không cần để vô thôi đem ra. Hoặc á, cái gì mà nghe qua rồi cũng nghe đó, nhưng mà xong rồi không cần thiết cho nó qua, lọc lại. Thì đó là trí tuệ quý vị. Nên á, có người học đạo sao càng học càng ra một con người dễ tính, khoan dung tha thứ là hạnh phúc nhất. Rồi vì thấy một ngày bị tích năng lượng dữ lắm quý vị ơi. Nó thật sự năng lượng tràn đầy luôn á. Nó mỗi ngày quý vị thấy ông tu tập gì rồi nói chuyện rồi tâm sự, rồi khuyên nhau niệm Phật cầu sanh cực lạc. Quý vị coi cái hạnh phúc này bằng ai bằng yêu không? Vì nói giờ này mà ngồi đây mà nói gì để cười mím mím rồi cười hả hê rồi cười đủ cách. Không phải đơn giản đâu quý vị ơi. Ngồi trong đây thấy nè, có bà thì cười cách này, bà cười cách kia, bà Thanh Nga thì bà cười cách này, bà Trần Lâm bà cười cách nọ, bà Chi bà cười cách khác, mỗi bà bà cười cách thấy chưa. Quý vị nói giờ này mà ngồi đây mà được tâm sự gì mà mặt cười mím mím được dễ lắm, không có dễ đâu quý vị ơi. Người ta giờ này người ta đang chạy đôn chạy đáo ngoài đường kìa à, mà chỉ cần xe chạy ngang qua mặt thôi là nó kênh rồi. Mình giờ này mà cái tâm mà giữ được cái tâm gì không có đơn giản. Nó không có đơn giản đâu, cái phước này lớn lắm á. Rồi nhóm của Quảng Tâm Bình Định mà giờ này mà ngồi mà tu gì thì thôi, không có đơn giản đâu quý vị ơi. Nó đây là phước duyên lớn lắm á, mà đường gì nè. Nên mỗi ngày mà đường gì thì quý vị nghĩ đi, cái tâm con người mình chỉ nó lọc những cái khó chịu ra hết à. Mình để khó chịu vô tâm mình là chúng độc. Để khó chịu vô tâm là chúng độc. Nên những đức nói với các cô nghe, các chị nghe, mà các chị mỗi ngày mà sân si khó tính, là các chị có trang điểm cỡ nào các chị cũng già như trái cà. Không có cỡ trẻ chung đâu, cho nó mà nó thiệt luôn á. Tại vì chàng á, bây giờ quý vị coi con người mà vui sáng sủa là do nội tâm nó phát ra. Bây giờ những đức nói với quý vị sân si mỗi ngày, dù quý vị có tô một bệt lên đi chăng nữa thì nhìn quý vị nó chỉ ảo bên ngoài chứ trong nhìn thấy ghê. Nó mà gặp mà đổ mồ hôi nó chảy ra có lần thì giống như con ma luôn đấy, chứ đừng mà đẹp. Đẹp cái gì đâu mà đẹp. Những đức nói thiệt quý vị, mà nếu mà tâm dạ quý vị mà thoải mái thôi coi. Quý vị vừa làm tác động người ta thoải mái mà quý vị lại an lạc tâm. Tại sao không làm chuyện này mà làm chuyện lỗ vốn gì ạ? Mà đừng có làm chuyện lỗ vốn là bản thân sân si khó chịu. Nó bữa nào chồng đem tiền gì nhiều thì anh yêu, bữa nào mà nó làm không có tiền đem gì tiền không có đi ra ngoài ngồi chơi. Kiểu này thua rồi, thua không?
Nhưng Đức nó bảo đảm những vị đây mà niệm Phật giết rồi vì dễ tính lắm. Ừ. Chồng mà đi làm về mà gặp chồng cái là nói một câu thôi là chồng hết mệt, không mệt một miếng nào luôn. Ừ. Nó tu an lạc mà năng lượng đầy đủ. Chồng đi làm về nó anh thay đồ đi anh, để em giặt chứ. Ừ. Em dọn cơm cho ăn sẵn, trong canh riêu sẵn hết luôn. Để em đi hay Phan đi cà phê với anh luôn. Quý vị coi, chồng nó đi làm nó tranh thủ về nhà, thấy không? Còn mà gặp mà đi làm về mà nhìn cái mặt quý vị một bệt, nó một đống, cái mặt nhăn, cái mặt chù ụ dầm dầm. Hỏi em tí đó rồi, nó chạy vòng vòng ngoài đó, ra ngoài đó nó chơi ngoài á. Nhà cửa sao lu bu bày hay dưới bà, thì ông tự dọn dẹp đi, rồi xong luôn. Đi làm đi luôn, khỏi về nhà. Về nhà gặp con mẹ già ở nhà mệt lỡ quá cà phê đó ngồi xuống luôn á. Dạ ơi, mà nó kêu mẹ già, tại vì mấy vị khó khăn, mấy vị cằn nhằn á, nó kêu mẹ già. Nên nó nói với mấy bạn đó nè, tao đi làm xong tao đi kiếm quán cà phê tao ngồi, tao đi kiếm bạn bè tao chơi. Hỏi sao mày không về nhà? Về nhà gặp con mẹ già là tao mệt rồi. Hỏi mẹ già mày chết rồi mà. Ô, bây giờ mẹ già kế tiếp là ai? Vợ tao. Ờ, à, ghê à, khó chịu sân si. Rồi quý vị cứ là cằn nhằn cứ nhử. Chắc chắn câu này nói ông nào, mấy ông nào ông thích, ông nào mà ngồi kế quý vị, ông sẽ nói bà thấy chưa, bà nhớ, bà cằn nhằn cứ nhử, bà là con mẹ già sống lại cho biết. Hiểu chưa? Quý vị mà cằn nhằn cứ nhử là con mẹ già đó nha quý vị. Nó ồ mấy bạn nói ồ mày, mày chết rồi mày, mấy năm rồi mà nó không, mẹ tao sống lại rồi là ai? Vợ tao á. Trời ơi, nó cằn nhằn cứ nhử khó khăn lắm mày ơi, mới có hai mấy ba mươi tuổi thôi mà nó cằn nhằn cứ nhử. Mà tôi nhìn giết mà thấy cái mặt nó, trời ơi, nhìn thấy ớt muốn chết luôn. Thấy chưa, kiểu này bị mắc chồng phải dễ đâu. Nên mình niệm Phật giết mình an lạc, mình vui, mình dễ tính, không có cằn nhằn cứ nhử, đó thì quá tuyệt vời rồi. Càng tu càng trẻ. Ừ, càng tu càng trẻ ra. Quý vị nhìn những đức bây giờ, quý vị nhìn ở trong cái tivi này gì đó, cái máy này nó không có được đẹp thôi. Nên nhìn giết mà nó, quý vị nhìn trong đó mà nó vàng khè. Mai mốt đi rồi có dịp quý vị gặp đi rồi quý vị sẽ thấy. Yeah, cô quý vị sẽ thấy nghe. Lúc đó nó là ô thầy nhập thất thời gian lâu, giờ gặp lại công nhận gì đâu mà chè. Giết bây giờ lễ Phật với cái bụng mất tiêu quý vị ơi. Công nhận hay thiệt nghe. Ồ, lễ Phật với bụng nhỏ xíu à, nay sụp 2kg. Lễ Phật tu suốt luôn, ngủ quá ít, sụp 2kg luôn. Kỳ trong chùa 75kg, bữa nay còn có 73kg 200g. Sụp hết ký 8. Thấy chưa? Nó sụp là sụp cái bụng á nghe quý vị. Lúc trước nghe quý vị không lễ Phật nghe, cái bụng nghe dịnh cái tay vô là mỡ bao nhiêu nè. Cái mỡ bụng mới lớn nè, dịnh vô bóp đâu có được, mà bây giờ bóp vô còn nhiều. Nghĩa là tan mỡ quý vị. Nên những đức nói với mấy cô nghe, lễ Phật là một môn tuyệt vời. Cái môn lễ Phật này dưỡng tâm dưỡng thân hay quá tuyệt vời luôn. Mà nó ốm theo chiều hướng tự nhiên, không tác dụng phụ, khỏi cằn nịch gì quá để làm chi cho nó tan mỡ bụng. Cứ lễ Phật đi là tự nhiên mỡ bụng sẽ tan biến từ từ mà không tác dụng phụ nghe. Chứ quý vị đừng có làm cái kiểu mà ngược lại định lực tự nhiên với bộ gàn đó, nó khó chịu lắm, nó sẽ tác dụng phụ. Bất kỳ vì bộ quý vị ém nó quá, nó chạy ngược nó chạy ngược các quý vị, nó chạy xuống hoặc chạy lên, nó không phù hợp cơ thể. Còn nếu như quý vị mà lễ Phật đó nghe, là nó sẽ tan biến theo hư không, nó tự nhiên tan biến luôn. Hay cái môn này nó hay. Nên cái môn lễ Phật là không bao giờ tác dụng phụ. Nên viên thuốc A với đạo Phật là dùng không bao giờ tác dụng phụ. Nên những đức nói mấy cô cứ siêng lễ Phật đi. Mấy cô lễ với mấy cô trẻ trung xinh đẹp mà hiền hậu, dễ tính, mặt mày sáng sủa, chồng thương luôn. Làm mẹ tốt, làm vợ tốt, làm bà nội bà ngoại cũng tốt. Nó tốt hết trơn, tại vì sao? Nó dễ tính là cái gì nó cũng tốt hết quý vị. Nó nên phương pháp lễ Phật này hay lắm á. Nếu quý vị sống nhân sinh cũng tốt, cuối đời giảng sanh cực lạc tới càng tốt hơn. Thấy chưa?
Nên cái pháp môn tịnh độ là cái pháp môn an lạc hiện đời. Chứ ai kêu quý vị đang niệm Phật ở cuộc đời này mà nói mai một à, khi thọ mạng đến tôi về cực lạc tôi sẽ an vui, còn ở đây tôi khổ, không bao giờ về cực lạc được. Những người mà niệm Phật về cực lạc mà hiện đời khổ đau mà cuối đời về cực lạc không có đâu. 100% vì cái người niệm Phật mà sanh cực lạc là đa phần là hiện đời vì đang tu là vì an lạc chứ. Có sự an lạc của cực lạc. Thật sự mà nói hiện đời mình niệm Phật mình an lạc là nhân của cực lạc thế gian. Người ta nhìn đó mà người ta muốn tu nên nó mới có cái quả sanh cực lạc xuất thế gian. Chứ quý vị nói bây giờ chờ về cực lạc mới an lạc, còn ở đây tu khổ đau không có đâu quý vị. Nó, quý vị thấy không, những đức từ trên trời rớt xuống đứng lên tiếp tục niệm Phật nữa. Nghe không? Vài bữa những đức chụp những bôi hình cư sĩ cho quý vị thấy, để những dòng chữ bên dưới nha. À, để những dòng chữ bên dưới nha. Nó, bằng áo cổ này cổ kia ha. Nó, mang đâu dài nhái vô cho quý vị thấy rồi xong viết một dòng chữ dưới. Dù hình tướng có thay đổi ra sao nhưng lòng tôi đối với A Di Đà Phật không bao giờ thay đổi. Nó nghĩa là dù cuộc đời có thay đổi như thế nào nhưng tôi đối với A Di Đà Phật không thay đổi. Dù cuộc đời có thay đổi như thế nào tôi đối với quý vị không bao giờ thay đổi. Dù quý vị có thay đổi với tôi vẫn không thay đổi với quý vị. Nhớ kỹ 100% luôn. Bây giờ những đức nói trong cuộc đời này dù ai có đối xử như đức như thế nào chăng nữa, nếu như một ngày nào những đức gặp quý vị là những đức lợi, những đức ôm quý vị liền, tránh người nữ thôi. Chứ ông vợ người ta bày bàn tôi quýnh chết mồ luôn. Hiểu không? Nên từ đó tránh người nữ thôi. Gặp người nam dù đối xử tệ với mình cỡ nào, bước đến bắt tay ôm cái tình thương bánh thương. Không? Chứ không bao giờ buồn trách hận thù ai hết. Vì sao? Vì tôi muốn về cực lạc. Vì sao? Vì tôi muốn về cực lạc. Bây giờ không gặp cái cô đó mấy tháng không gặp, bà gặp mình bà nói thầy, nói mô Phật. Ra tới ngoài này rồi để cho tôi yên đi tu, mô Phật. Bà gặp bà đưa tay làm này thầy, nói nam mô A Di Đà Phật. Thấy chưa? Nên từ nơi đó quý vị biết rằng là tự nhiên gặp là có năng lượng, gặp là có năng lượng. Nên mong quý vị tu sao mà vui vẻ an lạc nha, có năng lượng nghe, có nụ cười nghe, đem cái tâm buồn giận người khác đem ra ngoài, vậy thì quá an lạc, quá tuyệt vời. Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc quý vị ơi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc nha. Chúc những người năng lượng tràn đầy lúc nào cũng niệm Phật nha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.